Cảm ơn tất cả các bạn đã đến với chương trình Ngày May Mắn. Và chương trình Ngày May Mắn do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với lại công ty Team Production thực hiện. Và chương trình được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 sáng thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Và hiện tại Lập đang có mặt ở trên xe và trong khu vực quận Gò Vấp. Quận Gò Vấp là một trong những quận đông dân cư, cho nên là cái tính mà đô thị hóa ở đây rất là cao. Và một khi cái tính đô thị hóa cao rồi á, nên là dân cư hoặc là tầng lớp lao động tập trung ở đây rất là nhiều. Cho nên là ngày hôm nay Lập cùng với chương trình Ngày May Mắn chạy vòng vòng ở khu vực này để tìm một gia đình rất là bất hạnh, là ở đây có một chú chuyên quét dọn ở miếu nổi này. Thì theo bước đầu được biết thì chú một mình, chú hơn 60 tuổi mà phải gánh cả một gia đình, kinh tế tập trung vào cái đôi vai và bàn tay của chú cả. Bây giờ là Lập sẽ đi tìm nhà của chú nha. Mọi người cùng với chương trình cùng đi theo Lập nha. Mình cùng nhau đi muôn nơi và trao đi biết bao điều thật tuyệt vời. Chú đi may mắn để nhận lời nụ cười, và rồi nhận ra ta kia ngày may mắn ghé qua. Len lỏi trong con hẻm nhỏ ẩm thấp thế này, những căn phòng trọ chật kín tù túng kia chính là nơi che mưa che nắng cho những gia đình lao động nghèo giữa phố thị nhộn nhịp đắt đỏ. Gia đình chú Lê Thành Tâm cũng như thế, 5 người chia nhau căn trọ chưa tới 20 mét vuông. Chú Tâm năm nay đã ngoài 60 nhưng vẫn miệt mài với những công việc phụ hồ, sửa chữa, lau dọn tại ngôi miếu nổi ở quận Gò Vấp. Kể từ khi ngôi miếu chỉ là một cù lao nhỏ mọc đầy cỏ dại, nơi đây đã là nơi nuôi sống gia đình chú suốt hơn 30 năm. Ở đó là coi như là cái gì cũng làm hết đó. Có hồ thì làm hồ, mà có cửa hơi thì sửa. Từng cái khi làm 4 ngày, 5 ngày thì bị đau lưng đó là đâu có làm nhiều đâu. Có khi là gạo thì nhờ người này kia người ta cho. Ăn bữa nào chú về mệt quá cái chú mua hộp vịt sẵn đó, về nó tự nó chiên nó ăn ngày hai ngày mới đi mua đồ ăn bữa. Về nhiều khi mệt ăn không nổi luôn, nó đừng nghĩ đói thì ăn miếng cháo rồi xong. Nhưng rồi bỗng đâu biến cố cứ thay nhau mà giáng xuống gia đình. Người con gái lớn tai nạn tật nguyền khi chỉ mới sơ sinh, mọi hy vọng tương lai đổ dồn vào người con gái thứ hai, để rồi cuối cùng thất vọng cứ thế mà nối tiếp thất vọng. Sửa sang học 11, cái ì xèo ba vụ lỡ mang đó là ra bỏ học luôn đó. Thường nó nghĩ cho nó học để cho nó vượt lên, mà rốt cuộc rồi nó làm người ta cũng buồn luôn, buồn theo luôn. Rồi rốt cuộc cũng không có đỡ luôn nữa, còn càng khổ thêm. Giờ nó có chồng theo chồng rồi, nó bỏ hai đứa con lại cho mình nuôi. Và cả người vợ của chú từng phụ giúp nhau, nay phát cơn tai biến mà mất sức lao động. Gia đình từ đó chỉ như còn một cái cột chống đỡ là chú Tâm, với những đồng tiền bất định từ công việc tại miếu nổi. Kể giờ mình còn làm được, mình nuôi được, cũng con cháu mình thôi, mình nuôi nó sao giờ. Cũng như giờ cho lo cho mấy đứa này đi học, lo được tới đâu hay tới đó. Thì nữa nó nhờ đóng thân nó, còn nó học không nổi nữa thì ráng chịu thôi. Tới chừng mình mong á, nó thành tài mình già chắc là sợ không còn. Tuổi đời thì cứ tăng, sức lực cũng phai dần. Cố gắng đến đâu hay đến đó, vì con, vì cháu là mục đích sống duy nhất lúc này của chú Tâm. Thế nhưng tình cảnh gia đình lúc này vẫn cứ khiến nỗi lòng của một người ông, người cha, người chồng dày xéo tâm trí chú mỗi đêm. Hiện tại thì Lập đang trong một con hẻm rất là nhỏ để mà dẫn đến nhà của chú Tâm. Và hy vọng rằng là ngày hôm nay sẽ là một ngày thực sự may mắn và đầy ý nghĩa đối với chú. Dạ con chào chú. Dạ con là Quỳnh Lập, và ngày hôm nay con cùng với chương trình Ngày May Mắn đến để thăm chú cũng như là gia đình ạ. Dạ con được xin phép con vào nhà. Dạ. Dạ con chào chú Tâm. Dạ con chào cô, chào chị. Nói chung là chào gia đình của mình.
Thì hiện tại thì con bước vào căn nhà này thì con cảm nhận là cái căn nhà này rất là chật. Thì không biết là cái sinh hoạt của mình nó có thuận tiện trong căn nhà này không? Phòng trọ chú muốn ở. Dạ, thì mình đã thuê ở đây được bao lâu rồi ạ? Mới tháng rưỡi à. Là mới vào đây một tháng rưỡi thôi. Thì trước đây ở trên kia trước cũng ở khúc ở gần đây thôi. À, gần đây thì tiền nhà ở đây là khoảng một tháng mình bao nhiêu? hai triệu điện nước là 3 triệu đó. Tiền điện nước nhà ở sinh hoạt thôi đúng không ạ? Còn chưa tính tới ăn uống. Thì con thấy ở trên có một cái gác nữa thì bình thường là chú sinh ở đâu? Để cho hai đứa cháu ngủ. Dạ, là coi như là chú với cô với lại chị đây là sẽ ngủ dưới này. Vậy thì cái không gian mình chật quá ha, mình sinh hoạt ngay kiểu gia đình hoặc là sinh hoạt cá nhân nó cũng rất là bất tiện. Thì con được hay tin là cô bị bệnh tai biến mà 9 năm rồi đó. Chín năm rồi bị cảm rồi trở qua đi bệnh viện cái là mà bị luôn. Thì từ khi mà cô bị một cái cơn bệnh giống như vậy cho tới bây giờ là coi như là mất khả năng lao động luôn. 8-9 năm rồi đó, không làm gì được hết đó. Bây giờ ở bệnh con cô thì có tật, chú cũng đi làm nuôi thôi chứ sao nhờ. Ủa là chị là có bị bệnh gì từ nhỏ lớn luôn, hai cái giò đi yếu lắm. Là mình có biết được lý do tại sao không ạ? Bị teo cơ, đẻ ra thì không có bị gì hết mà sau này bị té đó là bị bệnh kinh luôn. Trời ơi. Tại sao mà chị bị té? Gỡ cho người ta giữ đó, rồi người ta làm té người ta không nói cho mình nghe. Rồi cứ âm ỉ cái căn bệnh đó trong người. Rồi vài bữa đó rồi mới hay được là cái đầu mềm như cái bong bóng rồi đó. Trời đất ơi. Mới đem bệnh viện bác sĩ nói thôi là đứa bé này bị té nào nó bầm hết cái đầu luôn. Lết xong rồi. 4 tuổi mà. Lết thời gian. Giờ mới đi chập chững thôi, đi dịnh thôi, không dịnh. Hiện tại là chị bây giờ bao nhiêu tuổi rồi ạ? 39 rồi. 39 tuổi. Chị bị như vậy thì mình khó khăn như thế nào trong cái việc mà mình chăm nom, mình nuôi nấng? Khổ lúc còn ra bệnh viện rồi cái mình ra vô bệnh viện thời gian mình đâu có làm được đâu. Vậy là khoảng thời gian đó là chị nằm viện rất là lâu. Đó. Mà tiền viện phí thôi cũng là đã nặng rồi đúng không ạ? Lúc đó thì làm cách nào để chú có đủ tiền để mà chú vừa chăm việc nhà rồi vừa lo tiền viện phí thuốc thang cho chị? Thì hồi lúc trước chú còn nhà, sau này cũng nợ nần nhiều quá, bệnh hoạn nhiều quá, chú bán cái nhà đi để lo cho gia đình. Chú đã bán cái nhà của mình vốn có để mà có đủ tiền trang trải cho cuộc sống và coi như là chữa bệnh cho chị. Đó. Là từ lúc đó là coi như là mình không còn nhà của mình nữa, là mình chỉ ở nhà thuê thôi. Nhà nhỏ thôi chứ lớn nhà cũng y vậy nhỏ nhỏ. Dạ. Cô không còn đi làm để mà có thể phụ chú nữa thì chú xoay sở tiền nông như thế nào? Phần khi người ta cũng cho gạo để dành đó mình ăn, còn làm thì có đồ ăn chứ không có thì mua vịt rồi cũng ăn. Hai đứa cháu đi học về cứ tự vịt luôn là ăn cơm rồi còn hai đứa cháu nữa. Đó. Hai đứa cháu nữa đang tuổi ăn tuổi học nữa. Rồi tiền ở đâu ra mà chú có thể xoay sở hết cả 4 thành viên trong gia đình như vậy? Có khi làm đủ thì không đủ. Có nghĩa là số tiền của mình phụ thuộc vào ở bên miếu là người ta đến cúng dường nhiều hay không đúng không ạ? Là người ta trích ra một phần để làm lấy tiền lương cho chú. Chú trước thì chú lo ăn lo uống. Phần khi bà này bà đòi thuốc thì phải mua thuốc. Là phải mua thuốc cho cô uống. Khi cô này cũng phải mua thuốc nữa. À vẫn uống thuốc mỗi ngày. Phải có thuốc vậy cô cũng bị yếu thận á. Yếu thận luôn. Nên là cứ đi đứng là không có đi lâu được. Vậy đó. Rồi hai đứa cháu ở trên. Hai đứa cháu thì giờ nó đi học, ví dụ giờ mình không có đủ khả năng thì mình lên phường xin cái đơn miễn giảm cho cháu đi học. Vậy là cũng được một phần hỗ trợ và hỗ trợ từ những nơi có chức trách. Thì mình cũng đỡ được một phần nào. Là chú làm công việc gì ở bên miếu à? Làm đủ thứ có cái nào làm ở đó. Là mình giống như là mình lau dọn bàn thờ, quét dọn rồi phụ những cái người đến đó cúng kiến. Rồi chăm sóc cây kiển ở đó đúng không ạ? Cô đi hả cô? Đi tới.
Bà không có ngồi lâu được. Dạ. Rồi con đi cẩn thận nha. Được không cô? Được, được. Bà dạ, dạ. Tự bà làm mà bà đi là làm cái quen. Đi gì cái quen. Đó. Được cái gì hết á. Con nghĩ rằng là bây giờ là cái bệnh của mình nó đã là như vậy rồi. Dù mình không có làm được những gì mình mong muốn, nhưng mà ít ra cô vẫn còn ở đây. Thì chú có đi làm về, đi làm mệt cái nào về thì thấy cô ở nhà, cô chỉ cần cười, mỉm cười lên cho chú thấy chú vui. Về con thấy cô cười rất là tươi. Con nghĩ rằng là căn nhà này cũng không thiếu tiếng cười đâu, là bởi vì nhiều khi mình đi làm cực nhọc, mình về những cái gì đó đơn giản thôi, những cái hạnh phúc đơn giản nó cũng sẽ giúp cho mình có được những cái niềm vui nho nhỏ trong gia đình. Cảm ơn nha. Dạ. Dạ. Với lại cô chú có thường xuyên ngồi tâm sự với nhau không, hay là tối ngủ có ôm nhau rồi tâm sự cái chuyện không? Bây giờ ví dụ vậy là thấy chú cực quá như vậy rồi, cô có an ủi gì chú không? Cô hay kêu chú bằng gì? Xã. Ông xã nó nghe dễ thương liền giờ nè. Kêu nó ông xã cô lên. Nói đi. Nói đi. Đó, thấy không? Nghe nó dễ thương, nghe nó thấm đượm. Còn chú thì thường gọi cô là cái gì? Bà xã. Bà xã. Vậy bây giờ bà xã của mình là đang bệnh giống như vậy này. Giờ chú kêu bà xã cố lên. Chú, nói đi. Nói với bà xã đi. Bà cố lên nha, bà đi không nổi là mốt rồi trốn rồi đi luôn. Nhớ, hãy chưa, hãy chưa. Đi không nổi là trốn đi luôn đó. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau, hai vợ chồng cô chú sẽ cùng nhau cố gắng. Nói chung là ai cũng có những cái nỗi lo riêng, ai cũng muốn quan tâm chăm sóc cho nhau, nhưng mà tại vì cái hoàn cảnh của mình nó éo le quá rồi, nó khó khăn quá rồi, cho nên bây giờ mình có thể tiếp cho nhau về tinh thần thôi, ha. Dạ, cho con hỏi là chị nhà của mình tên gì ạ? Tên Hiền. Tên Hiền hả? Chị Hiền ơi. Dạ, trời ơi, cười dễ thương quá à. Ngày hôm nay chương trình của mình tới đây chị có vui không? À, vui hả? Bình thường thì chị là cứ ở trong nhà như thế này thôi đúng không ạ? Rồi mình chạy ra đường ngoài kia không? Đi ra ngoài chơi, đi ra ngoài chơi chơi. À, đi hai bên. Nói chung là hay té nhưng mà vẫn đi được. Chú ơi, hồi nãy con nghe chú kể về cái tai nạn mà cái người mà giữ chị á, không tìm cái người đó để cho người đó chịu trách nhiệm về những gì mà họ đã gây ra. Chối thiệt đó, người ta chối thiệt đó. Chối hả? Ừ. Giờ phần người ta cũng khổ. Dạ. Rồi xong cái người ta sợ quá, cái người ta dọn nhà, người ta đi luôn. Đi mất. Là coi như là bỏ trốn đi luôn. À, không ở đây. Dạ, nói chung là mình cũng cam chịu. Và giờ thôi mình coi như là mình chấp nhận hết tất cả những gì đến với mình. Miễn sao chị vẫn ngồi đây, chị vẫn có thể cười nói được, để cũng có thể chia sẻ được buồn vui với lại cô chú. Nãy giờ hai bé trên kia. Hai bé ơi. Dạ. Xuống đây trò chuyện với lại mấy cô mấy chú bên chương trình nè. À lớn sổ quá ha. Trời ơi. Hồi nãy kêu hai cháu. 10 tuổi đó. Hồi nãy nói hai cháu, tưởng nó là vẫn còn nhỏ nhỏ. Ai giờ đâu, trời ơi, lớn quá trời. Chú nuôi từ hồi 2 tuổi tới giờ. 2 tuổi tới bây giờ. Mày đâu nè, con nè chú. Rất to con. Năm nay 17 tuổi. 12 tuổi. Dạ. Là có nghĩa rằng là hai bạn này nhìn rất là khỏe khoắn nha, tươi tắn. Chứ không phải là theo kiểu là con tưởng tượng là sẽ rất là ốm cường, ốm như con hoặc là trở xuống. Nhưng mà thấy hai bạn cũng rất là khỏe chứ bộ. Nhờ ăn hộp vịt nhiều quá. Vậy là con về có ăn hộp vịt nhiều mới được, ăn hộp vịt cho nó mập. Không sao, mình đang tuổi ăn tuổi học. Cho nên là ở nhà mình có cái gì á, chú với lại cô là kêu là ông ngoại bà ngoại, mình có cái gì thì mình ăn cái đó. Để mình có nhiều cái sức khỏe để mình đi học cho thật tốt nha hai em. Hai em tên gì? Dạ, con tên là Trần Quốc Thái. Trần Quốc Thái, năm nay nhiêu tuổi? Dạ, 17 tuổi. 17 tuổi. Dạ, con Quỳnh Như. Quỳnh Như. À, thì bây giờ anh muốn hỏi hai em một câu hỏi đơn giản như vậy thôi. Thì bây giờ là bản thân mình là đang đi học nè. Thì ví dụ như là mình đi học, mình thấy bạn bè mình cũng có đầy đủ. Thì bây giờ bản thân mình là hơi thiếu thốn như vậy, thì hai em cảm thấy như thế nào? Dạ, em cảm thấy bình thường. Ừ.
không có thì cũng đâu có gì đâu. Ừ, đúng. Giỏi. Nói chung là anh rất là thích cái tư duy và cái suy nghĩ của em, là bởi vì giống như là mỗi một người chúng ta sẽ có một cuộc sống khác nhau ha. Cho nên là tại vì thường các bạn đi học bây giờ hay so sánh và so bì với nhau lắm, tụi em luyện được cái tinh thần độc lập như vậy, không bị bất kỳ ai để mà mình so sánh mình với những người bạn khác, thì vậy rất là tốt, để mà mình có thể vững chãi hơn, để mà mình không có bị xoay quanh những cái suy nghĩ tiêu cực và cái năng lượng tiêu cực, thì nó sẽ bị hạn chế mình rất là nhiều thứ trong cuộc sống. À chú ơi, hình như là bây giờ là tới giờ chú đi làm đúng không? Rồi, rồi ngày hôm nay mình có việc gì để làm không? Thì giờ qua thì cũng làm công chuyện trong miếu rồi. Vậy hả? Vậy là bây giờ chú bắt đầu đi đúng không? Dạ. Dạ. Vậy con có thể đi cùng chú qua bên miếu được không ạ? Được. Và bây giờ hai chú cháu mình cùng ông đó ha. À, hiện tại thì không biết là hai bạn này có bạn nào muốn đi theo cùng để phụ cho ông ngoại không? Dạ, em sao? Em sao không được, là có đi đó nha. Ờ, à, đó là có đi đó nha. Ok. Rồi, vậy đi chung với lại anh với lại ông ngoại ha. Chú ơi, con đoán đây là cái con đường quen thuộc mà chú đi làm mỗi ngày. Dạ. Yeah. Coi như là mình đã coi như là gắn bó với lại cái khu vực này với lại những người dân ở đây khoảng bao lâu rồi ạ? Khoảng 30 năm. 30 năm? Dạ. Yeah. Là tức là từ lúc mà cái miếu nổi này chưa được xây nên luôn. Dạ. Yeah. À. Lúc chú qua làm từ đầu tới đuôi luôn là 30 năm rồi. Là hồi trước đây là lúc mà miếu này đang xây là chú cũng có đã... Ừ, chú đang làm luôn, cái đó chú tự chú xây xung quanh luôn. À. Trời ơi, vậy là công đức vô lượng luôn đó chú. Con ngồi đây được không? Con nghe, mà con ngồi đây được không? Mà kết thành một nguyên một cái nền tảng, một cái cổng to như vậy, đó là một cái sự kỳ công. Là hồi xưa chắc là cũng chú cũng góp công để xây những cái chi tiết của cái miếng này. Ngoài cái cổng này ra thì chú còn làm cái gì với cái miếng này không? Đó, bờ kè với cái hành đây chú ráp mái chú đóng cửa luôn. Trời ơi, là một mình chú làm hết luôn? Chú đóng cửa luôn, chỉ có ba người thôi. Trời ơi, chỉ với ba con người thôi mà làm nguyên một cái miếu nổi to và hoành tráng như vậy, phải hết sức kỳ công, là vì mọi thứ nó cứ chi ly chi tiết nhỏ từng cái một. Bây giờ thường ở đây thì những người mà phân phối công việc ở đây là có ai chịu trách nhiệm về vấn đề đó không? Có. Dạ. Là có người đó. Chú Năm Học. À, chú Hồng. Yeah. Vậy bây giờ là mình sẽ đi gặp chú Hồng chú ha. Yeah. Dạ. Dạ. Yeah. Chào chú. Dạ. Ngày hôm nay thì chương trình Ngày May Mắn cũng như là con là mình làm đến đây để mà hỗ trợ giúp đỡ cho chú Tâm qua bên đây, thì để mà hỗ trợ làm những công việc ở đây một ngày cho chú. À. Chú Tâm. Làm công đức ngày cho chú ha. Dạ. Dạ chú ơi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu công việc, thì chúng ta sẽ làm công việc gì đầu tiên ạ? À? Giờ mình vô lau bàn thờ bà. Nghệ sĩ cùng với cháu của chú Tâm hoàn thành các công việc sau đây trong vòng 1 tiếng. Hoàn thành tất cả công việc sẽ mang về thu nhập của chú Tâm trong 1 ngày. Tuy nhiên hôm nay ngày may mắn đã đến nên xung quanh khu vực của miếu sẽ có xuất hiện các logo ngày may mắn. Tìm càng được nhiều logo sẽ càng làm tăng thu nhập của chú Tâm. À, vậy là anh em mình phải cố gắng vừa làm sạch mà phải vừa tìm logo nha. Nhưng phải lo tìm logo không mà không lo làm nha. Dạ cảm ơn anh. Khoan. À, cầm giúp anh cái, anh xin phép được cởi áo khoác ra để mình tiện lợi. Thường những công việc này là chú làm trong một ngày hả chú? Là cứ làm từ sáng, làm cái nào xong thôi. Bình thường thì chú làm công việc này là coi như là cứ làm lay ra từ sáng đến nào xong thôi. Hiện tại bây giờ là hai anh em mình là phải làm trong vòng một tiếng đó. Trời ơi, coi nè. Rồi, con tưởng tượng một mình chú mà lao nguyên cái miếu như vậy thì làm đến khi nào mới xong? Nhiều lắm á. Chú Tâm ơi, mình mất bao lâu thời gian để mình có thể tổng vệ sinh được hết cái miếu nổi này hả chú?
sáng 6 giờ qua đây uống cà phê xong cái làm 8 giờ xong cái ô, chỉ trong vòng 2 tiếng thôi mà chú làm hết nguyên chỗ này luôn. Chắc là chú có nhiều kinh nghiệm nên là biết cách làm cho nó lẹ. Em ơi, sắp hết giờ rồi. Trời đất ơi, logo đâu? Chưa thấy một cái logo nào luôn á. Thì con không thấy ba mẹ bé đâu. Anh thấy ba mẹ em đâu thì hồi đó là ba mẹ em đã ly hôn. Mẹ em không nuôi em á thì em cũng giận lắm. Rồi, chúng mời chú, mời em một bữa tiệc rất là thịnh soạn dành riêng cho gia đình mình ngày hôm nay.